Nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy phát triển giao thông điện của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã công bố chương trình hỗ trợ cung cấp vốn vay ưu đãi cho cá nhân mua sắm xe điện tại thành phố. Mặc dù có tốc độ phát triển nhanh nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với các vấn đề phát thải khí nhà kính lớn, chiếm đến 23,3% tổng lượng phát thải cả nước. Thành phố là nơi tốt nhất để thử nghiệm các chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, tuần hoàn nhờ đặc thù về đô thị, quy mô dân số và tính năng động của nền kinh tế. Các đối tượng được hưởng chính sách vay ưu đãi là những cá nhân đang thường trú tại thành phố, có nhu cầu mua sắm xe máy điện, ưu tiên các đối tượng làm việc trong lĩnh vực giao vận hàng hóa, vận tải hành khách. Khi tham gia chương trình, cá nhân cần thanh toán tối thiểu 30% giá trị xe, phần còn lại sẽ được đơn vị vận hành nguồn vốn, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hỗ trợ vay vốn tối đa 25 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị xe với lãi suất 0% trong suốt chu kỳ vay. Thời gian vay tối đa 12 tháng, thanh toán chia làm 4 phân kỳ, tức 3 tháng trả một lần.